Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa Trời,
trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa
trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và mọi người đang tham dự thánh lễ trực tuyến qua các phương tiện truyền thông. Một số người trong cuộc đời khi gặp nghịch cảnh thì đã buông thả bản thân, hoặc là đắm mình trong nỗi cay đắng và tủi hờn. Đồng thời họ lại đổ lỗi cho Thiên Chúa. Thánh Gioan đã không đổ lỗi cho Chúa khi gặp những bất hạnh trong cuộc đời. Thánh Gioan đã hết mình làm việc cho nước Chúa, nhưng cuối cùng Ngài bị trảm quyết
mà hôm nay trong thánh lễ chúng ta kính nhớ biến cố Thánh Gioan chịu chém đầu này. Đây là một chứng cớ hùng hồn về cuộc khổ đau mà con người trong trần gian hay gặp phải. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta biết đón nhận tất cả những thử thách trong cuộc đời mình và hiến dâng cuộc đời mình để Chúa dắt chúng ta đi. Chúa ban sức mạnh cho chúng ta, và những thử thách đấy là những lời chứng cho niềm tin của chúng ta vào Chúa. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý dâng lễ dỗ cho linh hồn Giuse. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muôn cho Thánh Gioan Tây Gia bao trước mầu nhiệm con Chúa sinh ra và chịu trên. Xưa thánh nhân đã anh dũng hy sinh vì chân lý và vì chính đạo thế nào. Nay xin Chúa cùng cho chúng con biết và hiến thân làm chứng cho tin mừng như vậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: Ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng. Trước mặt các vua Giu-đa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này, họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, tôi tìm đến nương nhờ Ngài. Xin đừng để tôi vui hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát.
cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Ê-rô-đê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục. Nguyên do tài Ê-rô-đi-a-đê, vợ của Phi-líp-phê, anh của vua, mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Ê-rô-đê nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Phần Ê-rô-đi-a-đê, nàng mưu toan và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được vì Ê-rô-đê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật của Ê-rô-đê khi nhà vua thiết tiệc các quan đại thần trong triều. Các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea, khi con gái nàng Ê-rô-đi-a-đê tiến vào nhảy múa làm đẹp lòng Ê-rô-đê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: con muốn gì cứ xin trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng: con xin bất cứ điều gì dù là nửa nước trẫm cũng cho. Ông ra hỏi ý mẹ: con nên xin gì? Mẹ cô đáp: xin đầu Gioan Tẩy Giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: con muốn Đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục thất, chặt đầu Gioan và đặt trên dĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem về cho mẹ nó. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mộ. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Tại sao một vị thánh bị chém đầu mà chúng ta lại mừng lễ? Thưa, đấy là Ngài đã hoàn tất cả một đời trung thành với Chúa. Bởi vì khi dọn đường cho Chúa Đấng Cứu Thế đến cứu chuộc lại người, Thiên Chúa đã cho bà Isabe mẹ Ngài đang son sẻ được có con. Người con đấy chính là Ngài. Khi lớn lên sống khổ hạnh trong sa mạc, 29 tuổi, thánh nhân đến sông Giô-đan rao giảng kêu gọi ơn sám hối để mọi người dọn lòng xứng đáng đón nhận Đấng Cứu Thế. Lúc bấy giờ, Ê-rô-đê Antipa làm quận vương cai trị xứ Galilea. Cuộc sống của ông lăng loạn. Ông ngang nhiên lấy vợ của anh mình là Ê-rô-đi-a-đê về làm vợ mình. Thấy vậy, Gioan Tẩy Giả công khai lên tiếng ngăn cản. Việc đấy, Ê-rô-đi-a-đê, người phụ nữ này tức giận, bà đòi Ê-rô-đê phải bắt ông, giam ông trong ngục và tìm thời cơ để giết ông. Ngày sinh nhật của Ê-rô-đê là một ngày khủng khiếp, ngày khi mà người ta nâng ly để chúc tụng với những chén rượu, thì lại là ngày Ê-rô-đê ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả bởi cô bé con riêng của Ê-rô-đi-a-đê lên nhảy múa trước mặt vua. Và cô ta nghe lời mẹ xin Đức vua cho cô ta cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Cô này cầm mang về cho mẹ. Thánh Hieronymo là một vị thánh
chuyên chú giải Thánh Kinh, Ngài kể cho chúng ta thêm một chi tiết thú vị, là sau khi nhận được đầu của Gioan Tẩy Giả để trên đĩa đưa về nhà, Herodiade đã lấy dao cây miệng của thánh nhân ra và đâm vào trong lưỡi của Ngài những nhát dao để cho Ngài nát cái lưỡi dám xúc phạm đến người phụ nữ tội lỗi. Tại sao Thiên Chúa lại để cho người ta chặt đầu một con người vĩ đại? Chúa Giêsu đã từng nói đến sự vĩ đại của Gioan. Trong tất cả những con cái mà người nữ sinh ra thì không ai cao trọng hơn Gioan. Thế mà hôm nay Gioan bị chém đầu. Rõ ràng là lịch sử cứu độ cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã từng để cho những người mà Ngài yêu thương gặp những khổ đau thử thách, gặp đến cả cái chết. Trước tiên chúng ta nói về cái chết của Chúa Giêsu. Ngài là con Thiên Chúa, Ngài đã bị sát hại một cách thảm khốc. Phải chăng điều này là Chúa Cha không yêu thương Chúa Con? Không. Thực tế, đau khổ không phải là sự dấu chỉ của một sự ghét bỏ mà Thiên Chúa bỏ rơi con người. Nếu chúng ta đau khổ, xem chừng không được nâng đỡ, thì rõ ràng là Chúa không bỏ rơi chúng ta. Rõ ràng là không phải là Chúa không yêu thương chúng ta. Ngược lại, Chúa muốn chúng ta dừng sự đau khổ của mình để tường thuật ơn cứu độ của Ngài, tường thuật ơn cứu độ của Ngài trước muôn dân, như Thánh Vịnh Đáp Ca trong bài lễ hôm nay đã đọc. Thực tế đau khổ của Gioan là một bài giảng vĩ đại mà Gioan truyền đạt cho người thế. Đó là chứng từ của một tình yêu bền vững đối với Thiên Chúa, một cam kết hết lòng của vị ngôn sứ, của vị sứ giả đối với đấng đã sai mình. Chứng từ hùng hồn của Gioan mạnh mẽ bởi vì ông đã can đảm chấp nhận sự bách hại. Nơi bài đọc 1 chúng ta thấy khi Thiên Chúa sai Giê-rê-mi-a đến với dân, Thiên Chúa cũng quyết đoán một cách tương tự: hãy thắt lưng, hãy đứng dậy, hãy nói với người ta tất cả những gì ta đã truyền cho con. Đúng như vậy, mọi người tín hữu Công giáo chúng ta, khi chúng ta sống ơn gọi là người thuộc về Chúa, lãnh bí tích rửa tội, chúng ta được trao cho một cây nến sáng với lời căn dặn của vị chủ tế: con hãy giữ cây nến này sáng mãi cho đến khi con ra trước tòa Chúa Kitô để con được sống muôn đời. Anh chị em thân mến, nghĩa là đời của chúng ta phải tường thuật ơn cứu độ của Chúa trước muôn dân. Phải can đảm làm chứng dù hoàn cảnh thế nào. Dẫu thế nào đi chăng nữa, ơn Chúa cũng vẫn đủ cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta dùng cuộc đời của mình, có thể một cuộc đời đau khổ, thử thách, bệnh tật, một cuộc đời cô đơn, một cuộc đời thất bại, nhưng luôn làm chứng chúng ta tin vào Chúa và Chúa ở với chúng ta. Câu trả lời ngày hôm nay trước cái chết của Gioan cũng là câu trả lời về số phận của Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1, và là câu trả lời cho phận số của chúng ta. Có Chúa hùng mạnh cùng đi, tất cả chúng ta không ngại gì thử thách. Có Chúa ở với chúng ta dù thung lũng tối tăm, dù hiểm nguy cản trở, và cả đến cái chết cũng làm cho chúng ta vẫn cậy trông vào Ngài. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng và ban cho chúng con sống cuộc đời ngay thẳng theo đường lối Chúa, như Thánh Gioan đã rao giảng nơi hoang địa ngày xưa và đã can đảm làm chứng đến giọt máu cuối cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con ca ngợi những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan Tiền Hô. Cha đã thanh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra người đã nhảy mừng khi đấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sư duy nhất chỉ cho dân nhận ra Đức Kitô là chiên Thiên Chúa đến cứu chuộc trần gian. Hơn nữa trong dòng sông Giô-đan, người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tích thanh tẩy để thanh hóa mọi người. Sau cùng người đã sẵn lòng chiêu trên để làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng con đang ngợi khen nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu cô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi thời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng lời Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thề Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ, như cứu chúng con chớ
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi in niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúa con chẳng đang Chúa ngỡ vào nhà con, trong phép mình thay
Chúa Giêsu, thật là chua xót nhưng cũng thật là hào hùng khi đầu của Thánh Gioan nằm trong tay một cô vũ nữ. Quyền lực của sự giữ tỏ ra mạnh mẽ, thắng thế và áp đảo. Còn quyền lực của sự thiện có vẻ mong manh, yếu đuối và bị bóp nghẹt. Cái chết của Thánh Gioan cho con hiểu rằng đam mê tội lỗi đã làm cho lòng người mù quáng, lôi kéo từ tội này đến tội khác, sai lầm này đến sai lầm khác. Và người này phạm tội có thể kéo theo người khác phạm tội. Ê-rô-đê, Ê-rô-đi-a-đê, cô con gái, các quần thần, mọi người đều đã đồng lõa trong cái chết của Gioan. Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của con nhiều khi con đồng lõa với sự ác, con đồng lõa với tội lụy. Xin giúp con biết ngăn chặn sự xấu đang diễn ra trong cuộc đời con và trong cuộc sống này. Chúa, có khi Chúa giao cho con trách nhiệm với người khác, làm cha làm mẹ, làm người lãnh đạo, là người trong cuộc đời bên cạnh anh chị em của mình. Chúng con không được làm ngơ khi thấy sự rửa xấu hoành hành, cũng như không được khơi lên những sự xấu, làm nên những tội ác. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu nhắc cho chúng con thấy rằng có khi sự giữ sẽ chiến thắng, nhưng cuối cùng Chúa là đấng công minh, Chúa là đấng quyền năng, sẽ phán xét và đưa chúng con đi vào cõi ân thưởng muôn đời, vì chúng con đã trung tín với Chúa. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, là Chúa chúng con đang cử hành bí tích thánh thể để kính nhớ ngày Thánh Gioan Tẩy Giả bị tram quyền. Xin cho bí tích này vừa giúp chúng con ca tụng các việc kỳ diệu Chúa đã làm, vừa đem lại cho chúng con niềm vui được hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúng anh chị em đi bình an. Chúa.
Đức bà Maria chọn đời đồng chí. Ôi,